Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bài 25 của khóa học của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu tới cái lá bài mà mình cho là đây là lá key của bộ Divine Moon, lá bài The Moon, mặt trăng ha. Tất cả bộ Divine Moon này đều xoay quanh hình ảnh mặt trăng. Vậy thì cái hình ảnh mặt trăng được tác giả làm mới lại, làm tiêu điểm cho bộ bài này nó sẽ như thế nào? Miêu tả lá bài trước ha. Đức vua và hoàng hậu đang nhảy múa như điên cuồng dưới ánh trăng tròn. Mặt trăng trên cao với gương mặt kỳ quái đang điều khiển họ như những con rối, những sợi dây rối đang ánh lên trong đêm càng làm khung cảnh lung linh trở nên ma mị. Tức chúng ta có những thứ cần lưu ý như sau. Đầu tiên chính là hình ảnh mặt trăng. Toàn bộ bộ bài Divine Moon này đều có hình ảnh mặt trăng. Và hình ảnh mặt trăng chỉ mang một ý nghĩa duy nhất thôi, đó là tiềm thức, cảm xúc và tình trạng bị u mê. Hình tượng mặt trăng xuất hiện xuyên suốt trong bộ Divine Moon mang ý nghĩa về tiềm thức và cảm xúc bên trong con người. Ở lá bài này, nó nhấn mạnh nghĩa u mê, mờ mịt và tình trạng không rõ ràng ở hiện tại. Những sợi dây rối, nó cho thấy sự thao túng hoặc sự lừa dối. Hình ảnh của con rối gợi cho ta cảm xúc về sự thao túng bởi một thế lực khác, ở đây là bởi cảm xúc bên trong mình. Hình ảnh dây rối càng làm gợi cho ta về sự lừa lọc, gian xảo hoặc là thủ thuật chiêu trò của xung quanh hoặc của chính bản thân ta đang áp dụng lên chính bản thân mình. Đức vua và hoàng hậu chính là những con rối, chính là nạn nhân của mặt trăng và có thể là chính chúng ta. Họ là những người bị mặt trăng thao túng, họ đang sống thật với con người của chính mình. Những khía cạnh đang bị giấu kín trong tâm hồn đều lộ rõ ra ngoài. Hoàng hậu đang cầm bông hồng thể hiện sự đam mê mà bà không dám thể hiện ở thường ngày. Hôm nay bà thoải mái để thỏa mãn nó, thoải mái để thỏa mãn nhiệt huyết, đam mê và những cái thứ bà thật sự mong muốn ở bên trong. Vậy thì chúng ta có những ý nghĩa gì cho lá The Moon này ha? Ở nghĩa xuôi, chúng ta có sự lừa gạt, ảo ảnh hoặc là tình trạng bị thao túng. Mặt trăng là lá bài nói về sự lừa dối, giấu giếm và bạn chỉ có thể biết được một nửa của sự thật. Mặt trăng còn nói đến việc bạn bị cảm xúc và bản năng của mình làm chủ, chứ không còn là lý trí làm chủ bản thân bạn nữa. Bản năng trong tâm hồn của bạn được bộc lộ một cách hoang dã nhất. Lá bài này đồng thời còn cho thấy sự u mê, mờ mịt của tương lai hoặc của tâm trí bạn lúc này. Nó còn đại diện lên những nguy hiểm mà bạn không thể nhận thấy được trong cuộc sống của bạn ở hiện tại. Vậy, nếu như lên ngược thì như thế nào? Lá The Moon khi lên ngược, nó nói về sự trốn tránh sự thật, sự tuyệt vọng và bị lừa dối ở hiện tại. Mặt trăng lên ngược cho thấy tình trạng lừa dối bản thân và trốn tránh thực tế. Mặt trăng lên ngược còn cho thấy là tình trạng mất ngủ hoặc vấn đề về giấc ngủ bạn đang gặp phải. Đồng thời lá bài này cũng khuyên bạn là nên làm chủ lại cuộc sống của mình bằng cách đối mặt với nó, chứ không phải là trốn tránh và rút lui khỏi những điều bạn đang sợ hãi. Bạn phải đối mặt với nó thì mới vượt qua được nó. Và sau khi các bạn đã vượt qua mặt trăng, vượt qua một màn đêm đen tối, chúng ta sẽ cùng đến với lá mặt trời ở tập sau ha. Bình minh đã ló dạng rồi, hẹn gặp lại các bạn ở lá mặt trời ha.